Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào cỡ khoảng 4 giờ trước mình có hướng dẫn các bạn một cái video hướng dẫn nhận 10.000 token AFTX nha các bạn. Thì mình có để cái là bài game dưới đây nè các bạn. Các bạn nhấp vào thì mình có ghi rõ thông tin cho các bạn là để rút được token này các bạn phải giới thiệu tối thiểu là hai người bạn nha các bạn. Thì bạn nào đã giới thiệu được hai người bạn thì vào rút nha các bạn. Thì rút tiền thì các bạn bấm vào một withdraw nha các bạn. Nếu mà không có một cái bạn lót trong web lại thì nó ra cái một withdraw. Bạn bấm vào một withdraw thì các bạn lướt cấp tra nha các bạn. Sau khi các bạn lướt cấp tra thì nó ra một cái giao diện như thế này nè các bạn. Để mình nhắc lại cho tất cả các bạn nha các bạn. Khoan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Nó ra một cái giao diện như thế này. Nó ra một cái giao diện thế này nè các bạn. Các bạn bấm nút start nha các bạn. Sau khi bấm nút start thì các bạn cũng tiếp tục lướt cấp tra. Lướt cấp tra xong các bạn điền lại thông tin địa chỉ, rồi các bạn bấm vào một withdraw các bạn, rồi các bạn điền lại địa chỉ với TGC 20 với chocolate các bạn, rồi thì các bạn tuyển được bao nhiêu ghép thì các bạn ghi vào các bạn. Rồi nó nói là Family Valuable Payment Action này thì nó nói là chúng tôi sẽ thanh toán cho các bạn từ bữa nay đến 200 vòng 2 ngày nha các bạn. Vậy hiện tại mình cũng đang test các bạn, khi nào nó về thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn á, một con token AFTB này trên một cái sàn, trên một cái chút quà chạy trên tảng TC20 nha các bạn. Thì con này thì nó nói trong vòng thanh toán 2 ngày, có gì nếu nó về thì mình làm cái video hướng dẫn các bạn áp token này dạo nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình cũng cảm ơn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.